Xin kính chào quý khán giả luôn theo dõi và đồng hành cùng chuyên mục Vòng tay nhân ái, nhịp cầu kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, gia cảnh éo le bế tắc của chị Trần Thị Thùy Ly, người mang bệnh bú độc và ba đứa con thơ sau vụ tai nạn đã mãi mãi cướp đi người chồng, người cha trụ cột của gia đình ở thôn 11, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, sẽ là địa chỉ rất cần những vòng tay yêu thương giúp đỡ của quý vị và các bạn. Bên cạnh đó, chuyên mục Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn thông tin về những hoạt động thiện nguyện trong tuần qua, cùng những sẻ chia ấm áp kịp thời của những trái tim giàu lòng nhân ái với những mảnh đời túng thiếu trong hoạn nạn, cơ cực hơn lúc nào hết, cần sự đùm bọc đỡ đần. Thưa quý vị và các bạn, không một điểm tựa, không một niềm tin phía trước, nhưng người phụ nữ mang trong mình căn bệnh bú độc đang vực dậy chút sức lực còm cõi sau sự ra đi đầy đau thương mất mát của chồng để nhất quyết ba đứa con chị không bị chia lìa bơ vơ. Câu chuyện đầy nước mắt ấy là câu chuyện thương tâm của gia cảnh khốn khổ mà người phụ nữ mang tên Trần Thị Thùy Ly ở thôn 11, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm đang gắng gượng từng ngày. Trong căn nhà tôn vừa mới được dựng lên chưa ấm hơi người, những tưởng một tương lai mới lè lói những tia hy vọng sẽ đến bên gia đình nhỏ vốn đã chịu nhiều khắc nghiệt cơ cực. Nhưng chưa đầy 3 tuần sau khi dựng nhà, người cha, người chồng yêu thương nhất và cũng là chỗ báu víu duy nhất của bốn mẹ bệnh con thơ đã ra đi oan nghiệt trong một vụ tai nạn. Sự ra đi ấy để lại những nỗi đau, sự tiếc nuối bàng hoàng mà đến bây giờ chính chị, người hàng ngày vẫn thắp những nén nhang đầy đau thương cho anh, vẫn không thể tin. Hiện giờ thì em chưa trấn tĩnh được, em vẫn chưa tin là chồng mình mất. Em không tin được chồng em khỏe mạnh, anh vừa hiện vừa có đức vừa có tài. Nên em không tin là chồng em đi. Khi mà ra tới nhận xác chồng, em còn lấy điện thoại của chồng, em gọi bị số xe. Em nhìn bảng số xe thì em biết chồng mình là em quỷ xuống luôn. Thế nhưng cũng chính người phụ nữ đang mang trong mình đầy đau thương mất mát ấy, người phụ nữ hơn 30kg, với căn bệnh bú độc, vẫn chỉ có thể gắng gượng trong nhà với nụ cười trên môi để san sẻ bớt những áp lực suy nghĩ cho chồng, nay đã lần dậy để đi kiếm những đồng tiền từ chút sức lực héo úa của mình. Chị không còn quan tâm đến bệnh tật, đến đớn đau, chị phải làm bất cứ điều gì còn có thể để nuôi ba đứa con chị. Bởi chúng đã mất cha, chúng không thể bị chia lìa và xa cả mẹ. Thương con, em cố gắng làm việc nặng không được, em tìm việc khác em làm. Con này, chồng em đi, mất mát nó đã quá lớn, em không xa con em được. Ở Lộc Ngãi, bà con thương lắm gia đình anh chị, thương lắm hai vợ chồng nghèo hiền lành, chịu khó, lại gặp cảnh bi ai. Thương đến nỗi cho mua chịu đất, rồi lại chạy tiền cho dựng nhà. Bà Lê Thị Huệ, người mang tấm lòng cao cả ấy, cứ quay quắt suốt từ hôm chồng chị Ly mất. Bà đi lo làm giấy tờ nhà sang tên cho chị. Mặc dù với chị Ly, nợ ân tình, tiền đất, tiền nhà còn cao ngất đầu người. Tất cả chỉ bởi vì một nỗi, bà Huệ thương quá cái gia đình nhỏ khốn khổ này, mà sức bà thì đã cố gắng hết mức rồi. Cô thấy rất thương nó, tại vì giờ vợ nó bệnh nặng bao nhiêu năm nay rồi, con thì nhỏ rồi, không biết sau này nó cách sống như thế nào. Giờ cô thương trong lòng, cô cũng chẳng biết làm sao. Thế thật vậy, tại vì nó rất tội, 10 người là đã chăm, đã thương nó cả 10 rồi. Không có ai mà ghét bỏ nó được, nó nhiệt tình lắm. Mà nó rất tội nghiệp lắm, thương vợ lắm, chưa bao giờ. Tại vì vợ nó cũng nhờ được an ủi chồng nó quá thương như vậy, thì nó mới sống, cho nhiều khi nó buồn lắm. Cuộc sống của bốn mẹ con nghèo trong lầy lắc, tạm bợ, không một tương lai, cứ khiến hàng xóm láng giềng thương cảm. Chị em phụ nữ Lộc Ngãi cũng đi quyên góp đỡ đần, nhưng phận đời bốn con người này không chỉ là câu chuyện một sớm một chiều. Kêu gọi bằng cách là đứng ra đi quyên góp, người của ít lòng nhiều, với tinh thần lá lành đùm lá rách.
là người cho 5-30 hoặc là người có sữa hay có gạo có gì đem tới cho. Chủ yếu là động viên cái tinh thần cho Lê cố gắng vượt qua những khó khăn để ráng giữ gìn sức khỏe, lo chữa bệnh rồi với lại lo cho ba đứa con. Những bao gạo tình thương của Hội Chữ Thập Đỏ đã đến với bốn mẹ con trong cơn bị cực nhất. Còn ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa, người mẹ nghèo mang bào bệnh ấy liệu có đủ sức lực để chống chọi với số phận, và những đứa trẻ thơ liệu có bị chia lìa bơ vơ? Những phần quà ý nghĩa tiếp tục trao đến tay người nghèo các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đà Lạt. 30 phần quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì ăn liền, xì dầu, bột ngọt, dầu ăn và 200.000 đồng tiền mặt tới những người nghèo, tàn tật, ốm đau, với tổng giá trị mỗi phần quà là 500.000 đồng. Đây là tấm lòng của nhóm thiện nguyện công ty tài chính ERG Đà Lạt thông qua chuẩn đề viên tự do tỳ kheo Thích Diệu Minh trụ trì tại số 41 Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Đà Lạt, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động sẻ chia được duy trì thường xuyên của chuẩn đề viên tự đã giúp đỡ thêm nhiều người nghèo trong cuộc sống thường ngày và mang đến nguồn động viên ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, chuyên mục hộp thư bạn nghe đài và vòng tay nhân ái tiếp tục kết nối và nhận được sự đồng hành của những trái tim nhân ái gần xa dành cho những phận đời khốn khó. Chuyên mục vòng tay nhân ái xin thông tin về những tấm lòng thiện nguyện đã kết nối với chương trình từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, 2019. Anh chị Phong Mai ở số 18/3 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt ủng hộ 400.000 đồng. Phật tử Chùa Từ Thiền ở phường 2, thành phố Đà Lạt ủng hộ 1 triệu đồng. Gia đình hai cháu Phúc An, Bảo An ở số 11B Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình hai cháu Lục Bạch Duệ và Lục Bạch Thảo ở Bắc Kinh ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình anh Sửu ở số 77/40 Phan Bội Châu, thành phố Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Sezo Kim Quyên ở Italia ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Kim Ngân ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Harry Louis ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Minh Nhật ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Chị gái hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thanh hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thủy bán chả cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Vân hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị bé Tài hàng rau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Nguyễn Đình Gia Quân và Nguyễn Phúc Bảo Trân ở số 380 Nguyên Tư Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Hai cháu Hồ Vũ Bảo Nghi và Hồ Vũ Khôi Nguyên ở số 51/5 Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc hàng rau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Kim Anh bán cà phê chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Ngân Liên Quang Sang và bé Ngân Giang ở thành phố Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Bảo Quyền ở số 51/5 Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Nhật Khánh Nhi ở số 51/5 Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Ánh hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Anh Đào ở số 256 Đa Thiện, phường 8, thành phố Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Loan ở số 51/5 Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Trương Thị Tuyến, nhà nghỉ Bảo Khang ở số 79 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Võ Thị Mộng Thúy ở số 21/19 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Niệm Khuê ở số 52 Đào Duy Từ, phường 4, thành phố Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Bà ngoại ở phường 9, thành phố Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Gia đình bác Võ Hưng ở số 51 Phạm Hồng Thái, phường 10, thành phố Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Phật tử Tịnh Độ Chùa Linh Sơn ở phường 2, thành phố Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Chị Dương Thị Hồng Tâm ở số 14 Cổ Loa, phường 2, thành phố Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Anh Nguyễn Hữu Dư, nhà máy Hữu Dư ở số 32 Hoàng Thuyên, thành phố Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Gia đình anh Toàn ở số 20A Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt
ủng hộ 300.000 đồng. Chị Vũ Thị Hương ở số 12 Đa Minh, phường 5, Đà Lạt ủng hộ cháu Thân Thị Thanh Thủy ở thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương, 500.000 đồng. Anh Sơn, vật liệu xây dựng Hoàng Sơn ở số 119 Nguyễn Trung Trực, phường 4, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, sự đồng cảm sẽ chia mỗi nghĩa cử của quý vị và các bạn trao đi những tia hy vọng quý báu, sự đỡ đần thiết thực với những cảnh đời hoạn nạn, cần lắm sự yêu thương đùm bọc của cộng đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chuyên mục Phòng cho Nhân Ái. Cảm ơn những tấm lòng thơm thảo của quý vị và các bạn đã dành cho những giọt nước mắt khổ đau ngoài kia để mỗi ngày lại có thêm một cảnh đời được tiếp thêm động lực vượt qua cơn khốn khó. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau.